Chào quý cô chú anh chị đẹp, mến chào cả nhà thân yêu nha, lại là Mẫn đây. Sáng nay á, thì Mẫn sẽ đi đảo Lục Bình nha cả nhà. Giờ này á, thì cũng 9 giờ mấy rồi, nắng lên rồi cho nên là Mẫn cũng tranh thủ đi đảo Lục Bình. Lúc trước Mẫn có vớt rồi nhưng mà do là nó không có nắng cho nên là nó bị hư. Đó, bây giờ em Mẫn phải vớt lại và phơi lại. Cái này thì em Mẫn phơi hơn một tuần lễ rồi, chính xác là cũng gần 10 ngày rồi đó. Chưa khô hung nha cả nhà. Thật sự là nó chưa có khô hung. Chắc là cũng phơi chắc cũng tầm chắc cả 10 ngày nữa thì mới có thể ủ được. Và cũng hôm nay thì Mẫn sẽ đi ra sau vườn đốn tre để mình làm cái hàng rào nhỏ, mình rào ngay chân chỗ cái cửa ra vô nhà sau của mình á, chỗ sàn nước á. Chặn bạn bốn chặn lại mới được chứ nó vô nó phá quá. Bây giờ thì cả nhà hãy cùng Mẫn làm nha. Đen, mày biểu ai? Đừng có tha đổ với nước lên nữa. Mình sẽ đốn cái tre này nha cả nhà. Nãy giờ em vẫn đi lựa đinh. Cái tay nè vàng vàng tươi luôn, đinh cũ hết rồi cho nên là nó vàng quá ta. Vẫn nghĩ cây này là đủ rồi nha cả nhà. Này cứ hơi bị lâu ạ. Chết là nó tét rồi. Lủng lỗ rồi. Đây nè. Rồi lội nước lên trên. Cho hở chút là lội nước nè. Video này á hồi sáng cũng quay sớm lắm nha cả nhà. Xong rồi cái vừa xách máy quay ra cái mở cao kê. Không phải người ta mở nhạc. Mà tới giờ này luôn. Giờ này là 2 giờ chiều.
này chút lên. Cái cửa nhà sau cái mận á nó nhỏ như cả nhà cho nên là em mận làm ngắn nè. Chủ yếu là đừng cho cái con này nè nó vô. Đó, nãy giờ đi ăn cái gì rồi? Bèo ra cái bèo ngứa quá trời luôn mà nó tối ngày nó đi tắm mương bèo không mà. Bèo đó bèo gì ta? À bèo tây tượng. Ngứa dữ lắm. Này nè, khúc này trẻ chắc mệt lắm nè. Trời ơi, hai đầu hai đầu kính mít luôn. Không được rồi. Đầu này nè cho nó dễ chặt chứ nó nằm khúc trong đây là khó dễ xuống lắm. Mẫn đi vô như đây được rồi. Này nữa. Này luôn. Này nữa. Này nữa. Nè. Ơi. Dao mà trời. Con này nó kỳ cục quá à. Cái này nó hư rồi nè, bởi vì em mẫn. Chỗ cái miếng này nó nặng như lắm. Cái này cái ống nút. Nữa cái mẫn khoan dính tường luôn, không có buộc dây nữa. Cái này trời ơi, nó hư, cái bét thôi. Cái này mẫn đóng luôn cái nhà. Cái này mình lấy mẫn đốn che mà che non nè. Đi, đi ra.
Vậy rủ tao làm chuyện. Tại vì trái mới cho cả nhà, em mẫn sợ nó tét, rút kinh nghiệm cái trước tét hết trơn. Khoan vậy cho nó nhanh nha cả nhà. Mình đóng ở trên trước đi. Để nhà hàng nãy ngăn đây được chưa ta? Nhà đấm cao hơn nữa ta. Ủa cái này đi dắt dò không ta? Thôi kệ đi, người lớn không mà chắc không đến nỗi té đâu ha. Người lớn đi không à. Cao quá về nhà cha có la không ta? Lỡ cao quá về nhà cha la thì sao ta? Cao quá về nhà cha la rồi xong rồi chồng còn chê nữa chứ. Làm xấu mà dành làm. Thôi kệ đi, có làm cho là mừng rồi, người ta tiếp làm cho là mừng rồi. Vậy đi, đóng cao cao lên. Trời ơi, quên nữa. Đi khoan, kiểu này đóng cái đinh lại nó có vô không? Thì lỗ nó bự quá rồi sao ta? Lỡ như đóng nó không vô rồi sao? Ai biết đâu cái lỗ khoan này nó bự. Rồi chớp vớt luôn rồi nè. Ây, khùng gì đâu á ta. Thôi làm lại cái mới đi. Cái này thì được rồi nè. Đó. Cái này có môn đóng thì được. Cái này đóng chắc tét quá rồi. Giờ đổi nha. Ủa cái đinh đâu rồi đây? Đinh này dài quá anh ta. Đinh này quá dài rồi. Cái nhỏ hơn được không ta? Ôi bị tét rồi cả nhà ơi. Ra đi ta. Nhưng mà không có đánh đổi đâu. Thôi. Thất bại rồi. Kiểu này mà đóng nữa thì chắc tét nữa đó chứ không giỡn đâu nghe trời. Ủa cái nào hồi nãy mình thấy không ta? Này hơi bị ly vậy à. Ui, phải hồi nãy mình đừng có chẻ nó ra. Mình để nguyên cây là nó đâu có tét đâu nha. Phải không trời? Ồ,
cũng được mà, cũng ổn mà, không sao, kệ đi. Cái này khỏi khoan nghĩ gì. Em bạn đóng thử cho nó xuống không nha. Xuống nhưng mà nó hơi khó. Rồi xong, cái này tét tàn mang luôn. Kệ nó luôn. Nghĩ sữa nghĩ gì vậy? Tới giờ làm biến này nghe cả nhà. Hay là đi đốn cây khác ta. Tét vậy rồi sao cả nhà? Mận tính cắt khúc này để lại, nhưng mà che tươi thì nếu mà chắc nó cũng tét nữa hả? Trời, vậy là cái này nó không tét nè. Cái đầu này nó không tét. Này chút lấy dây chì buộc lại. Mẫn kiếm được cây thế rồi nha cả nhà. Lấy cây này đốn đóng. Hy vọng là lần này ổn nha cả nhà. Quá ổn luôn. Giỏi quá. Nãy mình nhớ mình nhắm nó đều lắm rồi ta. Sao giờ lỗ cao lỗ thấp không vậy chàng? Rồi. Không sao. Thank you.
này meo quá, bạn đóng hơi xéo đi. Rút kinh nghiệm cho cả nhà, hồi nãy đóng chặt quá cái nó bị nứt cái che. Ơi gọi là khoan cả nhà, chắc không có nghe bà Cốc và mình đang nói chuyện đâu hả? Bà Cốc mình đang trong vườn nói chuyện quá trời luôn á, nói chuyện một mình á. Công nhận hay thiệt luôn. Nhưng mà nó dính nhát luôn. Mình này wow.
dặn cái này nữa là xong rồi nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thích video này của em Mẫn á thì nhớ cho em Mẫn xin một like nè, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo ủng hộ em Mẫn luôn nha. Em Mẫn xong rồi nè. Đây, trời ơi, cả nhà thấy không? Em Mẫn cung linh nó chắc lắm luôn nè. Đó. Đó là chắc luôn. Nè, quá trời chắc luôn. Đẹp đúng không mẹ? Mẹ khen nha cả nhà. Mẹ khen Mẫn làm đẹp. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Giờ thì dọn đồ cất thôi nha cả nhà.